Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào Lâm Trang anh em. Tôi cất xấu cho Lâm Trang anh em. Ok các bạn ạ. Ở clip thi ăn tôm hùm Alaska lần trước ấy, thì mình có hứa với anh em là nếu clip đó được mọi người ủng hộ thì hôm sau mình sẽ làm hai con cua hoàng đế để cho gọi là hai đội thi ăn. Thì để thực hiện lời hứa đó, ở đây mình đã chuẩn bị hai con cua hoàng đế tươi sống này các bạn này. Bạn nào mà cũng có nhu cầu muốn mua cua hoàng đế tươi sống làm quả biếu hoặc là thưởng thức thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại đang hiện ở trên màn hình các bạn nha. Thì là cái luật chơi thì cũng như tôm thôi. Thì mình sẽ cho 10 phút để hai đội thi với nhau. Đội nào mà khi mà kết thúc 10 phút ấy mà cân vỏ mà trọng lượng còn ít hơn thì sẽ giành chiến thắng và nhận được 10 triệu. Anh em chắc hiểu hết rồi chứ? Hiểu rồi. Như thế bây giờ phải chia đội thôi. Chia đội luôn. Thôi nhận này, em nhận lại được nhưng không nhận luôn trái đâu nhá. Sao thế? Mai tiếng ăn khỏe không rồi, thế nào lại thua? Thà tôi chọn người thường á, mình lại thắt. À thế đây, em thích chọn ai, em chọn đi. Cho Huy cho ông bảo quản tôi tì đi. Thế là ra chơi bài thua, ai thua nhận luôn trái à? Nào, bảo tôi tì. Nào. Ai thua nhận luôn trái, cho ra tì. 1, 2, 3. Thế là Tiến bảo là ai thua thì phải nhận đôn trà. Thì Tiến hôm nay sẽ ở bên đôn trà và Cương với Mạnh ở một đội con ạ. Cua này đang còn sống này con này, anh em mình sẽ đem đi để hấp luôn cho nó gọi là ngon con ạ. Nào đi thôi em. Cứ thịt đó anh em nhá. Mình thì bảo mấy anh em là tí anh em không cần phải ăn cả vỏ đâu mà phải cầm bàn chải để đánh vỏ con ạ. Nhưng mà mấy anh em là cứ thích gọi là đem cua đi tắm rửa kỳ cọ lần cuối trước khi cụ ra đi các bạn ạ. Cứ phải tắm rửa sạch sẽ cho nó anh ạ. Ăn nó mới ngon. Ăn thơm. Em quay mặt con cua đây cho mọi người xem. Đây các bạn. Nó còn chưa thèm chết cơ. Bởi vì anh em mình cho nước ngọt vào rồi nhưng mà vẫn sống rất là khỏe các bạn ạ. Bởi vì đồ tươi sống thì là nó vậy ấy. Con đi anh nghĩ sạch rồi đấy. Anh có cần xịt nước hoa không anh? Thôi. Nên em nhảy bên bộ mấy nước hoa cũng xịt cho nó. Cua thì ở đây là anh em mình đã hấp xong rồi các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị cuộc thi. Thì trước khi vào cuộc thi mình lại giới thiệu lại một lần nữa. Đây là trọng tài gọi là tên là Phúc Black đến từ Cameroon các bạn ạ. Cameroon em có ý kiến là yêu cầu ban tổ chức đối nghe trọng tài. Trọng tài đi. Sao thế? Em thấy không uy tín, không chất lượng. Hôm nay là chất lượng luôn các bạn ạ. Bởi vì mình đã đầu tư hai con cua như này thì hôm nay chắc chắn là đội nào thắng thì sẽ nhận được 10 triệu nha các bạn nha. Tất cả anh em phải tin tưởng vào trọng tài và ban tổ chức. Vật gian đó. Bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, yêu cầu trọng tài gọi là phổ biến một chút luật nào. Nào anh em hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta có 10 phút để chơi nhá. Em truyền hỏi anh em đã hiểu hết luật chưa? Hai bên hiểu luật chưa? Nhớ rồi. Hiểu hết rồi anh ạ. À, chuẩn bị nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Cắt đi. Rút cho luôn này. Rồi mọi người nhá. Sao bên kia bên cắt này... mà đã thấy mời mọi người rồi. Mạnh nó rút phát được luôn. Thơm quá các bạn ạ. Cái này thao tác cứ như đi chợ ấy. Rất từ tốn, rất từ từ. Mời bạn nha. Ây da. Thì giờ có cả thời gian mời các bạn. Không biết là đội bên kia thế nào nhưng mà Mạnh rút liên tục các bạn ạ. Đã ăn gần hết nửa con cua rồi. Nhanh tiến được luôn. Một phút đầu tiên đã trôi qua. Bên này trọng tài đang ngồi ở ngoài không biết là cảm giác như nào rồi. Cả lượng miếng rồi chả thấy ý ơi gì. Cảm thấy ý ơi gì. Đây bảo chúng tôi dân lận. Em giờ ăn không cần kéo vậy. Nói chung là đây là một kiểu mà thi ăn mà phải cần cả kỹ năng nữa con ạ. Cắt hay rút làm sao để cho nó nhanh nhất. Bên này như sẽ bị hết cả cái nơi rồi. Đẳng cấp này. Họ
bóng nhôm đột trẻ này. Ôi Kiếm ơi. Ui. Đẩy thịt nước căng này. Thịt nhiều. Anh em làm sao cứ để lại càng ít thì sẽ chiến thắng. Khi nào mà cả hai bên đồng ý họ lại ấy, thì là anh sẽ cân vỏ luôn. Úi dồi. Làm cả cái tảng bên này như là mình thấy là còn rất là nhiều chân như thế này. Còn bên đội Cương và Mạnh là hết chân rồi các bạn ạ. Bây giờ là vạc đến xương rồi. Mõm nhôm bây giờ đốt cháy thời rồi. Hết thời à? Mõm sắt để tắt điện ngay. Haki mồm thép cơ mà. Đẳng cấp vẫn là vãi vãi em ạ. Ui. Nói chung là mình ngồi ngoài cũng thấy rất là thèm đấy các bạn ạ. Không biết là mọi người xem và trọng tài ngồi gọi là chứng kiến anh em thấy nào thôi. Em vừa xem vừa phải nuốt nước dãi. Cậu bạn Cương ơi, ăn chả thấy nói câu gì. Đang bị chung ấy, được cái không rút được như người ta nhưng mình được cái cắt nhanh. Nói chung là thời gian còn tận mấy phút nữa cơ mà. Bây giờ là còn độ 6 phút nữa anh ạ. Ây da, thì anh em ăn kinh nhỉ. Cố gắng để nhận ăn sạch như chùi luôn nhá. Cái cương cái này để em ăn. Ok. Cái này con như con cua này chả bó cái gì các bạn. Đây là đường ruột, ăn đi em. Để từ mông mông mít vào em còn ăn được. Mình kiếm sao ấy. Như là Tiến ăn ít hơn đồ trà. Đồ trà là có bao nhiêu những cái mỡ mỡ là đồ trà mút hết rồi các bạn ạ. Đồ trà bên Tiến là không hợp bên em. Không ai nói trước được điều gì cả. Em đừng khinh địch. Kèm thì không nhiều đâu, nhưng mà rút cái là hết. Thời gian đang trôi qua rất là nhanh. Dòng nước thì để cho nó nhúc cho nó dễ. Đây à, nhanh tí à. Ngon quá. Ủa, anh thì đã không được ăn rồi. Ghét trọng tài rồi. Nó bắn đấy. Đồn trời không biết là hôm nay có bị giống mấy hôm không. Nhưng mà mình nhìn thấy hình như là vẫn đang ngậm rất nhiều ở trong miệng ấy. Rất cố gắng. Ô, hết rồi. Đây đây anh ạ. Mình là chơi bài này... nuốt luôn, không chơi bài ngậm. Quên, bỏ để cân chứ. Đi quên. Rồi, để bỏ nhá. Còn là tí ai còn vó thì lại nhặt lên lo gì. Mình mất tiền bỏ thuê. Đây các bạn nha. Đội Cương và Mạnh hình như là hết rồi. Bây giờ đang tìm lốt những cái phần thịt còn lại khi mà thịt nó dính vào vỏ ấy các bạn ạ. Làm sao để tí nữa vỏ sẽ nhị nhất. Rồi, giờ anh em mình mỗi người hút nước. Trên mâm cái này vẫn còn mấy cái chân nữa cơ. Mấy cái chân? Không rồi. À, anh em chơi về phút bù giờ à? Mình không thắng được đầu thì mình thắng rồi gặp giữa. Cứ sạch cái vỏ đi, tí cho nó nhẹ. Không có nước giữa thì anh em cứ thoải mái đi. Nhặt nhạnh đi. Để uống nước kiểu Cameroon của bạn anh. Cameroon. À, anh em làm hút nước. Trời ơi. Phú ở bên Cameroon có kiểu hút nước thế không? Không anh ạ, bạn em rất là lưu thuyền. Quê tôi làm gì có kiểu đấy. Bên anh kia Phúc là uống cái kiểu... Không biết là đội bên Đôn Chè và Tiến thế nào, mình thấy ăn rất là chậm. Kiểu như là rất là thong thả ấy các bạn ạ. Thao tác, cứ từ từ, rất ảnh thương. Hay là biết là còn rất là nhiều thời gian nên là cứ phải từ từ. Ăn từ từ thì quá nhanh. Cần hơn 3 phút nữa anh em, cứ thoải mái đi. 3 phút mà. Thế sao cái chân gì này, sao vứt ở kia kìa? Ông lại đó. Đó, đấy anh Cường nhá. Mình thua cái kỹ thuật. Em thấy hơi nghi ấy. Tấm. Tí nữa còn đánh giá độ sạch sẽ nữa cơ mà bạn nhỉ. Đúng không?
À, trọng tài không bạn bè gì đâu. Nước ngọt quá. Chơi gì bạn bè. À. Rồi. Còn mấy phút em ơi? Bây giờ hiện tại là còn 2 phút rưỡi thôi anh ạ. 2 phút rưỡi thôi à? Thế thì mình nhìn thấy đội tiến còn nhiều lắm các bạn ạ. Còn bao nhiêu chiếc chân nhỏ ấy. Mày đánh chân to mà quên hết chân phụ này. Tao sẽ vào. Bên này sẽ bỏ một lần lặng. Bên này như mình còn thấy là bên này như là kiểu khinh thường địch ấy, còn để cả xá vào ký cân cho nó. Bên này cân cho nó nặng ấy các bạn ạ. Bên mạnh là bây giờ nước còn hết rồi các bạn ạ. Không còn gì nữa luôn. Nốt em ơi. Để cho nhẹ cân. Anh làm bụng em hụng là hết. Đây là được cái khát nước mấy ngày hôm nay đấy. Đấy, đây mới là kiểu uống nước kiểu Cameroon này. Âm luôn anh ạ. Tây rồi. Hết chưa em? Tại mà còn hơn 1 phút nữa cơ, phút rưỡi anh em cứ thoải mái đi. Cứ thong thả đi. Nhưng mà hình như là mình đoán đội tiến vẫn còn nhiều hơn đấy các bạn ạ. Đội bên này rất là sạch và ăn hết trước nên là có thời gian để lạo vét các thứ. Lạo vét từng tí nước một. Có người vét luôn chuột. À đây, chết rồi, mạnh này. Càng mạnh nặng à. Ê, mày cắn luôn đi. Bên này đánh trời ơi, chớ ra cua rồi các bạn ạ. Lần trước đã chớ ra tôm rồi, hôm nay lại định chớ ra cua. Tầm này là giả đấy. Hết chưa em? Hiện tại là còn 1 phút tròn. Để anh em gọi là 1 phút cuối cùng để anh em lạo vét lốt. Nữa kia là gần biết anh sẽ đi cúng chân này. Đây là tiếp đấy đây nè. Nhảy cả xương đi em, cả nhẹ. Anh em ơi. Nhảy xương đau răng lắm. Đây đây đây. Đây này, anh nghĩ là cái này nặng này bởi vì nó có nước, em nhai hết luôn. Nước chưa được đâu. Ơi em, sao bỏ không đấy? À, cái gì ăn rồi thì là không tính đấy. Phải vứt lên trên này để tí còn cân nhá. Hết chưa em ơi? Giàn dối quá. Tại bây giờ vẫn đang còn 20 giây nữa. 20 giây cuối cùng. Là chuẩn bị đếm cao đao 10 giây tua ngược này. Này mạnh ơi. Em nhặt hết mấy cây vỏ lên cho anh đi để chuẩn bị đưa lên để cân này. 10 1 cho đến 10 8 7 6 5 4 3 2 1 bắt đầu. Đâu trọng tài cho xem giờ nào. Đây anh. Ok các bạn ạ, là gọi là trọng tài đấy là kiểu còn cho thêm 10 giây đấy. Cho thêm 10 giây anh ạ. Ok em. Nào bây giờ yêu cầu là bỏ kéo với cả bát những thứ ra. Bỏ xả cứ bằng đi anh ạ. Tùy trọng tài thôi. Nhiều bên ít nên là giờ để lại bát tắc chấm đi, bên này ăn nhiều bên em ít. Cái gì đây? Ờ, tôi bảo thôi. Cái gì vào? Cái gì tính bát chấm? Các cậu có nghe tôi không? Ai tính bát chấm? Yêu cầu các dân chơi là làm theo lời của trọng tài đi. Đâu để xem bát nước chấm bên kia nào. Bên kia anh cái thằng này ngu lại bảo bỏ đi. Có ý kiến nào bảo bỏ đi. Đấy là một lửa bên này em. Trả lời ý kiến. Bên này em là đội trưởng à. Bên này em là đội trưởng, trả lời ý kiến. Giờ là đội trưởng theo ý kiến trọng tài là để bỏ nước chấm đi thì tôi bỏ nước chấm đi. Thôi giờ cho lên cân. Thôi được rồi, để trọng tài nói này. Bây giờ nhá. Bỏ xả thôi. Có nghe trọng tài không? Có. Để hết lại. Nước chấm thì tôi cân cả hai bên. Rõ ràng. Kéo có cân luôn không? Thôi kéo thì tôi bỏ ra anh ạ cho nó đỡ vướng víu. Rồi trọng tài ra bê cân vào đi. Mẹ anh ăn chắc phần trắng rồi mẹ. Ôi để cả xả anh. Để hết em. Bỏ mỗi kéo rồi. Đây, tôi nhặt lên. Nhặt cả siêu lên, ai cho bỏ siêu. Nhặt cả siêu. Các này lúc chỗ luôn tính. Bật cân lên em. Tiền gì này? Ở đây à? Vào. Để mà cho bắt đầu từ cho bên. Đây áo 0-0 nhá. Rồi, ok 0-0 rồi các bạn nhá. Ui, bỏ những này ra. Bỏ xa. Yeah, không chạm vào hiện trường nhá. Cân 8. 1 cân 8. 1,8. Ok, bên đội tiến và đôn trà là 1 cân 8. 1,2. 1,2. Sao xem bắt được chấm với bắt thua thế chấm này. Bớt chấm này. Có gì đó sai sai. Ăn người ta viết cái này chứ uống cả nước cái này chứ. Thì nước thì bên nào chết? Bên này nó còn khô là. Bên này. Thôi, yêu cầu mấy anh em không tranh cãi nữa, ngồi xuống để trọng tài nói này.
1,7 và 1,8. Mình có chơi có chịu các em ạ. Biết vì sao mà bên này lại nhẹ cân hơn mặc dù nhiều nước hơn không em? Anh Cương anh ăn cả bởi vì bên này là vét hết và mấy cái gọi là phao phao ấy cũng mút hết cả nước rồi, không còn gì cả nên là nhẹ cân hơn em là điều đương nhiên rồi. Nói chung là hôm nay thì đã tìm ra đội chiến thắng rồi các bạn ạ. Đó chính là đội Cương và Mạnh yêu cầu trọng tài trao thưởng nào. Trách nhiệm của em hôm nay là trao phần quà cho hai người chiến thắng. Anh đợi tí. Dành cái quà. Anh em chia nhau nhá. Mời anh em 4 phát, biếu trọng tài phát. Còn mấy khơi. Có lên cho không anh? Biếu một nháy. Em đi nhiều lúc mắt chạy lắm. Ok các bạn ạ, và hôm nay đã tìm ra được người chiến thắng ở phần thi gọi là ăn cua hoàng đế rồi. Các bạn hãy ủng hộ mình ở clip này, ở clip sau mình sẽ làm một con gì đấy to to rồi hai đội ăn thi tiếp nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này, còn như mình còn giờ chính xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.